Theo ghi nhận, mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề về kiến trúc tầng trên và nền đường sắt tuyến đường sắt Bắc Nam qua địa bàn xã Vĩnh Long. Nước rút làm trôi đá, sỏi nền, di chuyển ray nhiều đoạn tại km 587+800, km 588+000, km 588+500, km 588+900, khu vực cầu Sa Lung. Trước tình hình trên, ngành đường sắt đã huy động 150 nhân lực cùng vật tư thiết bị tập trung khắc phục sự cố nhằm đảm bảo thông tàu trong thời gian sớm nhất. Tính đến trưa nay, ngành đường sắt đã trung chuyển miễn phí hơn 2.430 hành khách. Đối với tàu xuất phát từ Hà Nội, hành khách được trung chuyển bằng ô tô từ Đồng Hới đến Đông Hà. Với tàu xuất phát từ Sài Gòn, khách được trung chuyển bằng ô tô từ ga Đông Hà đến ga Đồng Hới và tiếp tục hành trình.